Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn thảo luận về vấn đề đó là công an thành phố Hồ Chí Minh làm việc với chủ kênh YouTube Lang Thang Đường Phố. Mở rộng điều tra vụ của Nguyễn Phương Hằng, công an thành phố Hồ Chí Minh đã mời chủ kênh YouTube Lang Thang Đường Phố lên làm việc vào sáng 18 tháng 4. Ngày 18 tháng 4, cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra mở rộng vụ bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích luật hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Trong ngày thì công an đã mời Bùi Thanh Quỳnh Như, sinh năm 1991, ngụ quận Tân Bình, là chủ tài khoản kênh YouTube Lang Thang Đường Phố và một số chủ tài khoản kênh YouTube liên quan lên làm việc. Trước đó, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức là ca sĩ Vy Oanh, từng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng và bà Quỳnh Như là chủ kênh YouTube Lang Thang Đường Phố đăng tải nhiều clip qua mạng internet, thực hiện hành vi vu khống làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân. Ca sĩ Vy Oanh cho biết từ ngày 2 tháng 7 năm 2021 đến ngày 19 tháng 7 năm 2021, kênh YouTube Lang Thang Đường Phố đã đăng tải 19 video với nội dung không đúng sự thật, xúc phạm tới danh dự uy tín của ca sĩ này. Chính vì thế, ca sĩ Vy Oanh đề nghị công an thành phố Hồ Chí Minh xác minh xử lý với chủ kênh YouTube Lang Thang Đường Phố. Công an cũng thụ lý đơn tố cáo tiến sĩ Đặng Anh Quân và một số YouTuber xuất hiện trong livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Ngày 28 tháng 3 thì một nguồn tin cho hay cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý điều tra đơn của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh tố cáo với tiến sĩ Đặng Anh Quân, luật sư Nguyễn Đình Kim cùng một số YouTuber. Theo đó, những người bị tố cáo là khách mời của bà Nguyễn Phương Hằng trong các buổi livestream trên mạng xã hội từ tháng 3 năm 2021 tới nay. Ngoài ra còn có nhiều YouTuber có lượt đăng ký khủng. Tất cả những người này bị tố cáo đã có hành vi sử dụng mạng máy tính hoặc là mạng viễn thông, phương tiện điện tử để lan truyền thông tin không đúng sự thật, vu khống, làm nhục, xúc phạm danh dự nhân phẩm của ca sĩ Vy Oanh. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng là người chửi bới nặng nề với cô này, tức là ca sĩ Vy Oanh. Còn những vị khách mời túng hứng, mói móc chế giễu đối với ca sĩ Vy Oanh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.